Kính thưa quý vị khán giả, số lượng những vụ tai nạn làm trẻ em chết đuối gần đây ngày càng gia tăng đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về một hiểm họa mà người lớn của chúng ta vẫn chưa có sự đánh giá đúng đắn và chưa có những biện pháp đề phòng thích hợp. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi câu chuyện cuối cùng trong số phát sóng hôm nay. Bé mới xin mẹ cho đi móc đậu. Ở gia đình cũng sợ không có cho nó đi. Nhưng mà nó nói mẹ ơi cho con đi móc đậu ăn, con thèm đậu. Trong khi nó đi thì mẹ vẫn chạy theo lên để mày rước cháu về. Ý nó cũng không hài lòng nữa. Nó nói mẹ không cho con đi móc, con buồn, con ghét mẹ lắm. Thì cũng vẫn bắt về, nó thôi con móc được nhiêu đó rồi thôi về, đừng có đi nữa. Bé anh, con đang làm gì đó? Con đang ăn đậu phộng. Con ăn ít thôi nha, để ăn đậu sống đau bụng nha không? Nè, bé anh, con không có ra quầy đám đậu quầy kia nữa không? Ra quầy mẹ đánh đòn đó. Con đi móc đậu thôi mà mẹ. Mẹ không có cho con đi. Dạ. Con ngồi quầy này con chơi nha, không được đi nha. Giờ mẹ vô nấu cơm, nhớ đó không được đi đó. Dạ. Nói dứt câu, chị Hằng bước vào nhà làm công chuyện. Bé anh thì ngồi chơi phía trước, nhưng tỏ vẻ không vui vì mẹ không cho đi chơi. Tại vì con nó còn nhỏ cũng sợ, khi đi đâu á, là cũng cõng theo gỡ. Nếu ở nhà thì cũng ráng giữ kỹ, căn dặn nó kỹ là không có đợi ra lưu, không có lợi gần mương, gần ao. Anh Minh chồng chị vẫn ngồi lại hoay sửa đồ. Anh làm xong chưa vậy anh? Gần xong rồi, mà cơm nước xong chưa vậy em? Em nấu cũng gần xong rồi. Lẹ đi, anh đói bụng lắm rồi đó. Để em vô em nấu. Bác anh ơi, ngồi ở quầy đó chơi nha con. Dạ. Ở quầy chơi không được đi nha con. Dạ. Rồi thôi em vô em nấu cơm nha. Lúc này chị chuẩn bị cho buổi cơm trưa, chồng chị thì vẫn đang lay hoay sửa đồ. Bé anh vẫn ngồi chơi phía trước. Ngồi chơi một mình, em cũng thấy chán nên đã suy nghĩ ra điều gì đó. Em quan sát thấy ba mẹ không để ý đến mình, liền nhanh chóng chạy đi. Dường như em muốn qua nhà người bạn ở gần đó chơi. Hai vợ chồng chị Hằng vẫn lo công việc trong nhà và không ai để ý đến bé anh cả. Để qua được nhà bạn, em phải đi qua tuyến đường gặp bờ kênh. Do trời mới mưa hôm qua nên con đường rất khó đi. Thì nó lớn rồi, nó 6 tuổi, coi như nó cũng biết đi quán được rồi. Nó không có dọc nước dơ, nó không có leo trèo xuống đó. Ủa sao có cái miếng trứng đen vậy ta? Em đang cẩn thận bước đi từng bước một vì khúc đường có cây mía nghiêng ra. Em tránh cây mía, không may bất ngờ em đã trượt té xuống lòng kênh. Ngay cái góc tuột cái điểm đó là nó có độ lài, kiểu bữa trời mưa nước quá nhiều đó, nó tuột xuống thì nó chìm, trong khi đó nó ngoái nó phản xạ, nó cử động, thành ra nó trôi ra chỗ sâu rồi lên ngập xuống nhiều lần, nhưng em vẫn cố gắng gọi mẹ. Thấy nó đang chơi ở tại cửa đó. Rồi mình cũng lục đục làm, vắn khoảng chừng 10 phút không tới nữa. Cái không nghe nó động địa chơi mới kêu. Thì nghe linh thinh, mới quảng chạy đi kiếm, cả hai vợ chồng đi kiếm hết. Ba anh ơi, đi rửa tay ăn cơm con ơi. Mới đây đi đâu mất tiêu rồi. Ba anh ơi, ba anh. Ba anh nè. Anh ơi anh. Cái gì đó? Anh ơi, con đi đánh mất tiêu rồi, trời mưa trơn trượt mà con đi đánh mất tiêu rồi. Có đứa con không mà cũng giữ không được đó, ôm sòm. Đãi đi anh ơi. Cái gì mà la ôm sòm vậy? Hồi nãy em kêu con ngồi đây nè, mà giờ á, đi đánh mất tiêu rồi. Chắc nó qua nhà bé Ngân chơi gì vậy, qua bển kiếm nó đi. Không thấy con ở nhà, hai vợ chồng chị Hằng tức tốc đi tìm. Ra thấy cây mía có cái độ ngã ngã trời giông á, thành ra mình đoán là chắc nó né cây mía, sợ cả trong da thịt nó sót, cho nên nó mới đi hơi cặp mấy bìa, nó mới trợt lọt xuống, kiểu quảng hốt, cho nên nó không có chụp được gì, nước sâu quá, thành ra nó mới ngọt luôn á. Nhưng càng lúc sức em càng yếu hơn và em đã chìm luôn dưới lòng kênh. Hai vợ chồng vừa đi vừa gọi con, nhưng không nghe bất cứ tiếng trả lời nào. Bé anh ơi, bé anh. Bé anh à? Con đâu rồi, bé anh ơi?
không biết nó đi đâu mà nãy giờ tìm hoài không gặp được sao? Anh ơi, sao người em bụng trộn sợ dữ anh ơi. Như có chuyện gì á? Bình tĩnh đi. Bình tĩnh gì mà bình tĩnh? Con đi từ nãy giờ em nói em bình tĩnh cái gì? Thì không có nghĩ là nó ở dưới đó, chứ phải biết là ra liền cái chỗ đó là chắc nó chưa chết. Cái gì giống đôi dép đỏ đỏ của nó quá vậy? Đâu anh? Con đây nè. Con ơi, con đâu anh ơi? Có con không anh ơi? Con sao rồi? Con đâu anh ơi? Con ơi em chạy về nhà lấy xe đưa con cấp cứu đi, lẹ lên con ơi, con ơi. Tàu sắp chạy một đoạn khoảng 100 mét không có nước, bắt đầu mới để xuống người ta mới bài hô hấp nhân tạo, thì hô hấp nhân tạo cũng không được. Rồi ta mới bài là lấy cái lu hơ nó, riết làm rút thấy cũng không được. Người nhà quá nóng ruột cho nên mới chở đi bác sĩ ở gần. Chở đi xuống dưới thì tiêm thuốc hết vô à. Coi như bé không còn chữa được nữa. Bà con có con ăn cháo còn nhỏ gần kinh gần mương thì ráng cẩn thận giữ cho kỹ chút nữa. Mất mát vậy là một sự đau xót lớn vậy lắm. Được biết những vụ tai nạn tương tự vẫn thường hay xảy ra ở các vùng nông thôn, nơi kênh rạch sông hồ chằng chịt. Người lớn thì bận rộn với công việc đồng áng nên khó có thể theo dõi và chăm sóc con em mình một cách cẩn thận. Hy vọng rằng sau khi xem xong câu chuyện này, các bậc phụ huynh sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc và hướng dẫn cho con em mình những biện pháp tự bảo vệ trước nguy cơ bị đuối nước. Cách tốt nhất là chúng ta hãy cho con em đi học bơi. Và nên chăng chúng ta cần đưa bộ môn bơi lội vào giáo trình giáo dục thể chất bắt buộc tại nhà trường?